Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn có thể sử dụng phần mềm kế toán Photoshop vào công việc hạch toán kế toán của các cái bộ máy kế toán tại các cái đơn vị. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cái tổng quát đầu tiên để các bạn có thể nắm được cái phần mềm là nó có những chức năng gì và nó có thể làm được cái việc gì cho các bạn và cái luồng, luồng số liệu nó sẽ đi từ đâu đến đâu các bạn kích đúc vào biểu tượng của phần mềm ở trên màn hình chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái màn hình đăng nhập bao gồm các cái thông tin như là máy chủ ở đây chúng tôi để sẵn bộ số liệu demo ở trên cái máy chủ ở trên mạng internet dữ liệu máy chủ là một cái dữ liệu về một cái công ty kinh doanh cả về thương mại dịch vụ và xây lắp À, tên đăng nhập của chúng ta hiện tại chúng ta đang sử dụng là admin à, mật khẩu chúng tôi bỏ trống cái mật khẩu này sau này khi các bạn sử dụng phần mềm mà các bạn sẽ sử dụng chức năng đổi mật khẩu để các bạn có thể quản lý chúng ta chọn đồng ý để à, sử dụng phần mềm à, sau khi các bạn chọn đồng ý thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái màn hình à, tương đối là quen thuộc nó giống như một cái điện thoại à, smartphone hiện nay mà chúng ta đang sử dụng các cái chức năng biểu tượng ở trên màn hình nó gần gần tương tự như thế trong phần mềm thì có hai cái hệ thống menu là các cái menu được tạo ra ở trên cái màn hình chính là các biểu tượng và cái menu tiếp theo là các cái menu giải xuống bao gồm các cái chức năng khai báo để thực hiện các cái nghiệp vụ để khai báo các cái hệ thống các cái tiện ích của chương trình À, đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái, cái 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 menu rải xuống đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy là à, cái menu rải xuống là tệp có nghĩa là cái menu này nó chủ yếu nó sử dụng cho các bạn là à, về quản lý cái thông tin dữ liệu kích thước dữ liệu hay là đóng mở các cái dữ liệu các bạn đang sử dụng ở trong phần mềm và có có một cái nút lệnh cuối cùng là cái nút lệnh thoát khỏi phần mềm cái menu tiếp theo là cái menu mà các bạn nhìn thấy có thể là để dùng khai báo các cái danh mục thì nói chung là ở trên phần trên 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 bất kỳ một cái sản phẩm phần mềm nào thì cũng đều sử dụng các cái danh mục để có thể kết nối dữ liệu với nhau ở đây chúng ta nhìn thấy là cái danh mục tài khoản là cái đầu tiên mà chúng ta quan tâm đấy là dành cho kế toán thì chúng ta sẽ thấy là cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy là cái hệ thống tài khoản À trong cái hệ thống tài khoản này chúng ta có thể khai báo thêm các cái tài khoản hoặc là có thể sửa à, theo cái mô hình quản lý tất nhiên là vẫn phải tuân thủ theo cái quy định của Bộ Tài chính. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy cái phần à, tiếp theo là cái tài khoản kết chuyển. Cái tài khoản kết chuyển này chúng ta chủ yếu khai báo các cái tài khoản từ đầu năm đến đầu chín à, để cái à, chuyển hết số dư vào cuối kỳ kế toán. À, cái tài khoản ngầm định chính là những cái tài khoản mà các bạn khai báo ở các cái màn hình cập nhật số liệu làm sao để nó có thể tự động định khoản à, Cái phần tiếp theo là cái phần loại khách hàng và nhà cung cấp Ở đây là các cái đối tượng công nợ à, là khách hàng nhà cung cấp thì các bạn có thể thấy là à, chúng ta có thể dùng loại khách hàng nhà cung cấp để khai báo phân loại cái danh mục tiếp theo mà chúng ta khai báo chính là danh mục khách hàng và nhà cung cấp ở trong này chúng ta khai báo hầu hết các cái đối tượng mà chúng ta theo dõi công nợ cái phần tiếp theo là cái phần chi nhánh thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ khai báo các cái chi nhánh của một cái công ty mà có thể có nhiều chi nhánh hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc cái phần tiếp theo của chúng ta là cái phần phòng ban thì thực tế đối với một cái doanh nghiệp của nó có nhiều phòng ban thì các bạn khai báo cái phòng ban này để nhằm phục vụ cái mục đích theo dõi và sau này uh, chúng ta có thể khai báo các cái nhân viên uh, nó trực thuộc cái phòng ban nào cũng như cái việc uh, cái phòng ban này cũng nhằm phục vụ cái mục đích là khi các bạn uh, phân bổ cái công cụ dụng cụ thì nó có thể chúng ta có thể sử dụng phân bổ theo những cái phòng ban này để chúng ta theo dõi cái công cụ dụng cụ ở đây các cái danh mục tiếp theo các bạn nhìn thấy là cái danh mục kho liên quan đến cái quản lý hàng hóa vật tư. ở đây cái danh mục đầu tiên là cái danh mục kho các bạn khai báo kho ở đây thì có một cái đặc thù là à, công ty kinh doanh thương mại thì à, đơn thuần là kho của công ty hoặc là kho cửa hàng. nhưng các bạn lưu ý đối với các cái doanh nghiệp xây lắp thì kế toán thường xây dựng cái hệ thống kho theo từng cái công trình à, thi công. À, như vậy ở trong cái danh mục kho này nếu mà là doanh nghiệp xây lắp chúng ta sẽ mở cái kho này theo từng cái công trình thì yếu tố của công trình là nhập xuất nguyên vật liệu tại chân công trình ở đây cái phần tiếp theo của chúng ta có thể theo dõi là cái phần hàng hóa vật tư trong này khai báo toàn bộ cái hàng hóa vật tư kể cả cái thành phẩm phía bên dưới này nó cũng nằm ở trong này và cái công cụ dụng cụ cũng thế thì nó là những cái công cụ dụng cụ mà các bạn nhập về kho nhưng chưa đưa ra xuất dùng sau đây các bạn có thể xuất vào các cái chi phí trả trước hay là xuất vào sử dụng luôn thì ở đây các bạn khai báo nguyên vật liệu công cụ dụng cụ rồi là à, thành phẩm hàng hóa À, cái phần nhóm giá bán là chúng ta có cái chính sách đặc biệt khi mà bán cho một cái số các cái đối tượng có cái chính sách giá đặc biệt à, cái phần tiếp theo là cái phần loại tài sản và tài sản cố định hai cái danh mục này nhằm mục đích chúng ta theo dõi cái quá trình khấu hao của tài sản cố định à, cái phần tiếp theo là cái phần loại tiền và tài khoản ngân hàng à, các cái mã thống kê là phục vụ cái mục đích là cái loại tiền thì phục vụ với mục đích là khi chúng ta hoạt toán liên quan đến ngoại tệ của các cái ngoại tệ của các nước khác nhau trên thế giới và quy đổi ra tiền Việt. Cái tài khoản ngân hàng thì chúng ta khai báo nhằm mục đích là theo dõi các cái số dư của tài khoản của cái hoạt hoạt động phát sinh của tài khoản công ty thì chúng ta thấy ở đây là có nhiều công ty người ta sử dụng rất nhiều các cái tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau chúng ta theo dõi khai báo vào đây để nhằm mục đích theo dõi à, cái mã thống kê là một cái mã mở rộng để của chúng ta có thể là sử dụng để có thể à, thống kê một cái đối tượng nào đấy mà chúng ta cần à, theo dõi cái mẫu số hóa đơn là cái mẫu số mà chúng ta sẽ khai báo cho doanh nghiệp được sử dụng. Cái khoản mục phí thì chúng ta lưu ý là trong cái khoản mục phí này nó có nhiều cái chức năng để các bạn có thể theo dõi. nhưng là đối với các cái tài khoản 641 hay 642 các bạn có thể khai báo cái khoản mục phí này để các bạn theo dõi. Cái chi phí theo khoản mục phí mà không cần phải mở cả cái tài khoản 641 hay 642 chi tiết ra. Ví dụ như là các bạn có thể là chi phí tiền điện thoại hoặc là tiền lương hoặc là à, văn phòng phẩm cái phần tiếp theo của chúng ta là chúng ta khai báo cái đối tượng tập hợp chi phí các cái đối tượng tập hợp chi phí này thì các bạn lưu ý một cái là cái đối tượng tập hợp chi phí nó tùy thuộc vào từng doanh nghiệp ví dụ như một doanh nghiệp xây lắp thì đối tượng tập hợp chi phí là công trình một cái công ty chuyên về thi công các công trình là cũng thế và một cái doanh nghiệp về sản xuất các cái sản phẩm thì cái đối tượng ở trong này chính là cái thành phẩm và chúng ta thường khai báo cái đối tượng tập hợp chi phí cho cái thành phẩm này trùng với cái mã của cái thành phẩm ở trong cái chỗ theo dõi hàng hóa vật tư ở trên này và đối với các cái doanh nghiệp mà làm gia công thì chúng ta có thể theo tập hợp chi phí theo từng đơn hàng cái phần tiếp theo mà chúng tôi khai báo uh, giới thiệu cho các bạn đấy là chỉ cái phần khai báo. Các bạn uh, có thể thấy ở đây là khai báo ở trong này có bao gồm khai báo số dư ban đầu của khi chúng ta bắt đầu sử dụng phần mềm và chúng ta lựa chọn cái thời điểm mà chúng ta nhập số liệu vào trong phần mềm. Các bạn nhìn thấy là khai báo các cái tài khoản này dành cho các cái tài khoản thường, thường tức là không phải là công nợ và cái phần khai báo cái số dư hàng hóa vật tư ở trong này thì các bạn lưu ý là có một cái là khi các bạn khai báo cái tài khoản vật tư đối với từng doanh nghiệp thì các bạn có thể thấy là cái 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 phần tài khoản một cái phần vật tư này có nó link trực tiếp vào trong cái 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 khai báo tài khoản ở đây có một phần nữa là phần công nợ cái phần công nợ thì chúng ta khai báo chủ yếu liên quan đến các cái tài khoản công nợ như là 131, 331 hay là 141 cái phần công cụ dụng cụ thì chúng ta khai báo cái số dư còn lại của các cái công cụ dụng cụ hay chi phí trả trả trước à, cái phần tiếp theo là cái phần lương ở đây chúng ta có thể khai báo các cái ký hiệu chấm công mức lương cơ sở mức đóng bảo hiểm biểu tính thuế thu nhập cá nhân thì các bạn có thể thấy là cái ký hiệu chấm công thì thường là chúng ta đã áp dụng theo cái quy định chung của nhà nước cái phần tiếp theo là các bạn có thể khai báo các cái hợp đồng mua bán để theo dõi cái menu tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn chính là cái menu mà nó thực hiện các cái nghiệp vụ kế toán theo từng phân hệ khác nhau các bạn có thể thấy là cái phần nghiệp vụ về phân hệ tiền mặt này ngân hàng này mua hàng bán hàng kho kho ở đây là cái phần mà nhập xuất ở đây là nhập xuất nội bộ trong các cái trường hợp như là xuất uh, vật tư nguyên vật liệu ra để phục vụ sản xuất hay là nhập kho các cái thành phẩm sản xuất được bán thành phẩm sản xuất được hay là nguyên vật liệu sử dụng không hết thì uh, ở trong này cũng có luôn các cái chức năng như là kiểm kê hàng tồn kho là uh, chuyển kho uh, ở cái phần tiếp theo thì chúng ta có cái phần uh, hệ thống là phần uh, thuế thì uh, thực hiện các cái công tác về khai báo, khấu trừ thuế rồi là nộp thuế, điều chỉnh thuế. Các bạn có thể thấy phần tiếp theo là phần tài sản cố định nhằm phục vụ mục đích là theo dõi quá trình khấu hao của tài sản cố định. Phần công cụ cũng thế, phần giá thành công trình dùng để tập hợp cho tất cả các cái công ty chuyên về lĩnh vực xây lắp và thi công công trình ở đây chúng ta có tiếp phần giá thành theo từng đơn hàng cụ thể và cái áp dụng cái giá thành cho các cái doanh nghiệp mà có sản xuất cái hàng liên tục theo quy trình và có định mức có sẵn phần tiếp theo chúng ta có thể thấy là cái sử dụng cái phần tổng hợp cái phần tổng hợp thực tế của nó đúng nghĩa là tổng hợp số liệu vào cuối kỳ kế toán thì uh, trong cái phần tổng hợp này nó có một cái phần cái sổ tách ra riêng là đấy là cái chứng từ ghi sổ thì các bạn có thể lưu ý là trong ba cái loại hình thức uh, sổ sách kế toán thì uh, chúng ta có cái phần uh, sổ chứng từ ghi sổ thì bắt buộc chúng ta phải đăng ký chứng từ ghi sổ chúng ta mới có thể in được quản lý phát hành hóa đơn thì các bạn lưu ý là chúng ta phải thực hiện cái việc thông báo phát hành hóa đơn và thì chúng ta mới có thể sử dụng chức năng làm hóa đơn bán hàng ở trong phần bán hàng phần tiền lương thì chúng ta có thể sử dụng hàng ngày là liên quan đến cái chấm công cái bảng lương các bạn làm vào cuối tháng hạch toán các cái chi phí tiền lương liên quan đến cái tài khoản phí các bạn có thể thấy là có thêm cái phần trả lương để dùng để chuyển vào cái tài khoản tiền lương thanh toán bảo hiểm y tế và các cái khoản như là thanh toán thuế Đối với cái chính sách cho bán hàng thì nó đặc biệt phù hợp với các cái doanh nghiệp kinh doanh về thương mại Bạn có thể thấy là các cái doanh nghiệp kinh doanh về thương mại ở đây họ có các cái chính sách khuyến mại Hoặc là chính sách giá bán để à, kích cái số lượng khách hàng à, đến với à, công ty nhiều hơn à, Sau cái phần tiếp theo chúng ta giới thiệu cho các bạn là cái phần hệ thống các bạn có thể sử dụng để đổi mật khẩu cho các bạn hay là thông tin người sử dụng chính là người sử dụng phần mềm các bạn có thể thấy là ở đây có thêm một phần nữa là phần quản lý người sử dụng người quản trị của phần mềm mình thường hay sử dụng cái quản lý người sử dụng quản lý người dùng này để phân quyền cho từng người làm việc gì ở trong cái phần mềm kế toán theo cái bộ máy của các bạn phần tùy chọn thì chúng ta có thể khai báo rất nhiều các cái thông tin tùy chọn dành cho việc sử dụng phần mềm tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy có một cái chức năng rất rõ ràng cho người quản trị là người ta có thể nhìn thấy được cái nhật ký truy cập của từng đối tượng ở trong phần mềm à, chúng ta có thể biết được tại thời điểm nào ai vào phần mềm để làm cái việc gì ở trong phần mềm cái phần khóa sổ kỳ kế toán thì các bạn lưu ý là khi chúng ta đã khóa đến một ngày nào đấy hoặc là đến một thời điểm nào đấy thì tất cả những cái À, số liệu từ cái ngày khóa đấy trở về trước là chúng ta không thể sửa đổi hay xóa hay làm cái gì chúng ta có thể thay đổi cái kỳ khóa số liệu này để eh, lùi về để có thể sửa các cái chứng từ trước đó à, đối với phần mềm thì có các cái tiện ích như là khai báo ngày toán hay là tìm kiếm báo cáo cảnh báo hoặc là các cái nhập xuất À, số liệu à, trong các cái trường hợp như là chúng ta sao lưu số liệu ra ngoài chẳng hạn về ở đây có luôn cả cái chức năng chức năng là đánh lại số chứng từ đó là thường là cái doanh nghiệp tư nhân thì có thể các cái chứng từ thì à, cứ mỗi cuối kỳ kế toán thì à, lãnh đạo công ty mới có thể về công ty à, à, được một lần chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng cái chức năng đánh lại số chứng từ để có thể đánh lại số chứng từ từ đầu À, thiết lập báo cáo tài chính là chính là cái chức năng có thể sửa đổi cái báo cáo tài chính cả các cái công thức để tính toán lên cái báo cáo tài chính à, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy phần tiếp theo là phần trợ giúp phần trợ giúp thì chúng tôi à, lưu ý cho các bạn là chúng ta sử dụng chủ yếu là cái phần tập tự động cập nhật cái phần này là tự động cập nhật online Uh, vì các bạn có thể hiểu đơn giản là khi chúng tôi có một cái chức năng hoặc là một cái tiện ích mới hoặc là thay đổi phần mềm hoặc là sửa đổi theo yêu cầu của các bạn ấy, thì các bạn chỉ cần sau khi chúng tôi đã thông báo là có uh, bản cập nhật thì các bạn có thể kích vào cái cái uh, tự động cập nhật để có thể uh, cập nhật uh, cái chức năng mới của chương trình ở đây có một cái phần nữa là cái phần phong cách phong cách chẳng qua là cái giao diện để các bạn có thể sử dụng và các bạn có thể thay đổi trong quá trình làm để làm sao cho nó đỡ phải mỏi mắt hoặc là nó đáp ứng yêu cầu theo từng cái 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 cái, cái uh, mô típ của từng người ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về các cái biểu tượng ở trên màn hình cái biểu tượng này thực ra là những cái chức năng nó rút gọn hơn nhưng mà nó lại có những cái hay hơn ở ở đây là ví dụ chúng ta ở đây vào một cái màn hình cập nhật là các cái tiện ích về phần tiền mặt các cái chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh như thu chi tiền thì các bạn có thể nhìn thấy là hai cái biểu tượng này chúng ta để vào các cái chứng từ cập nhật thế thì ở trong cái menu này thì các bạn có thể thấy trên màn hình chính là các cái cái để chúng ta thao tác nhưng ở phía bên phải có luôn các cái hệ thống sổ sách liên quan đến phân hệ kế toán này chúng ta có thể vào thử phần bán hàng chẳng hạn ở trong phần bán hàng thì gồm có cái phần bán hàng là cái hóa đơn bán hàng của các bạn à hay là hóa đơn bán hàng trả lại à, giảm giá hoặc là chúng ta thực hiện cái thu tiền của khách hàng thì trong cái bán hàng thì các bạn cũng lưu ý là nó bán hàng thì nó có một biểu tượng ở đây nhưng mà trong cái chức năng bán hàng thì các bạn có thể thấy là nó có hai cái loại hình chính mà các bạn sử dụng đấy là bán hàng qua kho và các bạn bán hàng không qua kho bán hàng không qua kho là những cái bán những cái hàng như là hàng dịch vụ. Các bạn có thể ví dụ như là các bạn thi công trong công trình thì chúng ta có thể dùng cái hóa đơn bán hàng này chúng ta để xuất hóa đơn và nó không thực tế là nó không theo dõi theo kho. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên này có rất nhiều các cái hệ thống báo cáo liên quan đến cái phân hệ kế toán này. À, có một cái tiện ích nữa mà tôi cảm thấy rất là hay ở phần mềm của chúng tôi đấy là các bạn có thể tự đổi được cả cái nền của màn hình giúp chúng ta có thể nhìn thấy thường xuyên các cái hình ảnh mà mình yêu thích. Cảm ơn cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn của chúng tôi.